Thưa các bác, hôm nay thì cháu được có việc là đi qua nhà của ba ông cháu một chút và bắt gặp là cô chú của hai anh em Hải Sử là đang chuẩn bị là đi xuống bệnh viện đấy các bác. Thì cháu được nhìn thấy là chú có một cái không biết là đang bị cái gì mà về cái nhìn khuôn mặt của chú thì rất là sưng các bác ạ. Cô chú thì đang vừa rồi nói chuyện thì đang bảo là chuẩn bị là đi xuống dưới bệnh viện huyện để mà khám xem là cái tình hình mắt của chú như thế nào. Thì cháu Lực muốn ghi hình và thước phim chia sẻ lên cho các bác biết. Nếu như các bác có biết là về cái tình trạng của chú đang gặp thì là cần những thuốc gì thì các bác có thể là cho cháu Lực biết cô bác nhé. Thì cháu Lực lên và nói chuyện với lại chú. Hiện tại thì nhìn thấy khuôn mặt của chú thì bị sưng rất là nhiều cô bác. Chú thì này thì bị được mấy hôm rồi chú? Hả? Chú thì bị được mấy hôm rồi? Chú thì không biết nói tiếng phổ thông của bác ạ. Nay ban này tầm chỉ văn này ạ? Tăng, xá văn à. Thế chú thì bảo với cháu là bị được là 3 hôm rồi cô bác. Tớ hài tớ xử dưới mà chú nó. Gia xử dưới, chú vừa dưới. Đấy, ở dưới nhà thì chỉ có là vợ của Sử là ở thôi. Còn em Sử là hiện tại là không có ở nhà cô bác. Nên địt lục thả văn viên đi cả đây nhưng răng thèn bố này ảo nè. Hả? Lục liền thả đến này răng thèn bố. Này răng thở y đại y. À. Thế bản này là ảo nhinh đảo trai bị cốc phải á? Ừ. Ồ. Văn này phạm văn này chút cốc phải mà. Ừ. Thế là bị được à. À. Thế là bị được 3 hôm rồi. Thì đến hôm nay thì chú, cô chú là mới đi xuống bệnh viện cô bác. Đấy nhưng mà có thể là một mắt là không có mở được rồi cô bác. Lục thái này lại ảo ở đây nó. Ừ, này bù đà. Nhà một tháng thì con à. Ồ. Thế là cái mắt bên trái của chú là hiện tại là không còn mở được nữa cô bác ạ. Chỉ còn mở mỗi là mắt bên phải thôi. Ăn đắng này ọc lượt á, chú ảo văn. Hả? Ăn đắng ọc lượt á. Nè. Ờ? Này hậu vĩnh này đây, tàu vĩnh này đây, đứng này, đứng này, băng sấy này à. À. Nó có 3 tháng nữa đi từ băng sấy này. À. À, lục trai tư, bùi dù dân á. Bùi dù dân, phải hốc căng à. Cái con thì là mấy đứa lớn là đi học hết rồi. Còn mấy bạn nhỏ, con thì mấy đứa lớn là đi làm hết rồi, cô bác đi làm thuê hết rồi. Còn mấy em nhỏ thì hiện tại là đang đi học, không có ai đưa chú đi xuống dưới bệnh viện ở huyện. Đấy, từ đây đi thì khá là xa mà chú có chia sẻ với cháu rằng là có một bên là không nhìn được rồi cô bác. Đấy, còn là một bên thì nhìn được có một chút thôi. Nhìn thấy khuôn mặt thì là bị sưng hết lên rồi. Áo có bá tủ xử hết phòng bế, rút nền tối bên. Thì xử dính ở dưới à. Cái điện bảo chú là đưa cho bảo là Hạ Sử đưa đi ấy, nhưng mà thứ nhất là hiện tại là Sử là không có ở nhà và thứ hai thì về cái giấy tờ xe ấy, Sử cũng chưa có, thành ra là không có thể mà đi được cô bác. Đấy, hai chú cô với chú là khác đi thôi. Này là bị được 3 hôm rồi đấy, nhìn mặt thì thấy là sưng hết rồi cô bác ạ. Chú của hai anh em Hải Sử thì đều cũng là một người mà rất là tốt tính. Bị này thì có vẻ như là chảy mủ hết rồi. Nãy ọc ống nuống nào nổ. Mắt bên này thì có vẻ như là chảy mủ là hết rồi cô bác. Đấy bạn này ảo ta. Tay cả cái ảo này à? À, thống ấy công sư ra. À. Đây bạn áo học về đêm đây mà nè. À. Cái áo bé này à? Dê rồi đứa mình rồi nọ. Dê gấp rồi nọ. À. À. Thế là ông là cũng không có ở nhà, các bác là không ai ở nhà cả.
Chú thì hiện tại là mở có một mắt đi được các bác ạ, còn một mắt bên kia thì hầu như là không có mở được nữa rồi. Bây giờ thì cô chú là đi tận dưới là bệnh viện là huyện, thì cũng chỉ biết là chúc cho cô chú là đi đường là thường lộ là bình an thôi. Đường này thì là mở hai mắt đi thì đã khó rồi mà chú hiện tại là một mắt bên tay trái của chú là không có còn không có nhìn thấy được cô bác. Bắt gặp cô chú thì chia sẻ một cái thước phim lên thôi cô bác ạ. Và có lẽ là chắc là bây giờ cháu Đức cũng xin được là ngừng chia sẻ là tới đây rồi cô bác. Và vừa rồi thì cô chú nói rằng là cả ở dưới nhà thì cũng không có ai ở cả, cho nên là cháu Đức cũng không có đi xuống nữa. Cháu Đức thì đi công việc là từ trên kia xuống cô bác ạ. Và đi qua cái đường này thì bắt gặp là cô chú định là đi xuống dưới để mà thăm ông. Xuống đấy để mà thăm ông một chút đấy, nhưng mà ông bảo là đi nhà ai để mà đổi công rồi đó các bác, thành ra là không có ở nhà, cho nên là cháu Lực cũng xin được chia sẻ một chút thước phim là nho nhỏ thôi.